tháng cuối năm kiếm được gần 100 củ thì có ít quá không mọi người? Nói thiệt là tôi thấy mình không có bằng ai hết trơn á, nhưng mà đối với bản thân là một cây oxy nhỏ thì tôi nghĩ với nhiêu đó cũng đủ để có một cái Tết ấm no mà, đúng không mấy bà? Nhưng mà bây giờ thì tôi mới thấm thiết cái câu nói làm kiếm tiền cho cố vô mà 30 Tết còn chưa được về với gia đình thì cũng đâu có vui nổi đâu mấy bà. Ta nói là người người nhà nhà úp ảnh quay quần bên gia đình ngày 30 Tết, còn mình thì tới chiều tối 30 mới dọn hàng xong, vừa mệt mà vừa tủi thân ghê luôn vậy mấy bà. Cả ngày thì chưa ăn gì, về tới nhà mở tủ lạnh ra thì không có còn gì ngoài mấy cái đầu tôm hôm bữa còn chừa lại. Thôi thì dù gì cũng không về kịp 30 Tết, tủ lạnh thì không còn gì để ăn, đúng kiểu nỗi buồn nhân hai luôn á mấy bà. Có cái gì thì ăn cái đó, bữa cơm hôm nay của tôi vậy là xong rồi nè. Đầu tôm kho tàu ăn chung với lại xoài chín. Cứ hở mỗi lần mà bới tô cơm nóng ăn đồ kho chung với lại trái cây á thì là tự nhiên tôi thấy đỡ nhớ nhà dữ lắm luôn. Ai mà ở miền Tây rồi thì mới biết là ăn cơm kiểu này nó ngon cỡ nào. Mà bữa cơm đêm 30 Tết thì làm gì mà thiếu lạp xưởng được, đúng không? Quốc hẳn hai cây lạp xưởng mà mẹ gửi lên hôm bữa luôn. Vậy á là xong bữa cơm đêm 30 Tết của một người xa nhà rồi đó mấy bà. Thôi kệ, ráng ngày mai mùng 1 rồi mình về quê sau cũng được. Ba mẹ nhà chờ con nghe, ngày mai là con về liền á. Chúc mấy bà một năm mới vạn sự như ý, luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình nha.